Linh mục và ngư dân trong đoàn hàng trăm người đi khiếu kiện Formosa cho VOA biết họ đã bị tấn công tàn nhẫn. Nhiều người sống dở chết dở khi đang trên đường từ giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An đi bộ đến Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa. Công ty đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung, khiến người dân mất nguồn kế sinh nhai. Tin cho biết sau khi các xe hợp đồng bị chính quyền ngăn cản, đoàn người khoảng 600 người đã quyết tâm đi bộ đoạn đường khoảng 200 km để nộp đơn kiện. Tuy nhiên, họ đã bị tấn công khi đến xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Linh mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn giáo dân, là nạn nhân của Formosa, ông cho VOA biết. Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và an ninh mặc thường phục nó tan ra, và tất cả phải mấy trăm cả ngàn người là nó tan ra, nó vây, nó bắt tôi, nó đánh đập thì cả con giáo dân họ đến họ bảo vệ cái gì. Nó bắt những người làm truyền thông, nó cho lên xe, nó chở đi. Rồi mấy cái xe ô tô của chúng tôi chở người, chở thực phẩm là nó cấu đi hết. Một trong số những người đi trong đoàn cho biết chỉ trong buổi chiều 14 tháng 2, đoàn đã bị tấn công đến 2 lần. Những hình ảnh được cập nhật trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đã bị đánh với nhiều vết thương khá nặng trên đầu, bầm mắt, dập môi. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại các bệnh viện, trạm xá ở địa phương. Giáo dân, giáo xứ Song Ngọc đa số làm nghề biển. Nhiều người đã bị mất nguồn kế sinh nhai kể từ khi xảy ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam và Formosa chỉ đền bù cho người dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sau khi đã gửi đơn kiện với kê khai cụ thể thiệt hại hồi năm ngoái, người dân giáo xứ Song Ngọc vẫn chưa được xem xét bồi thường. Hiện đoàn người đi kiện đang tạm nghỉ ở giáo xứ Đồng Tháp, thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi kiện, họ được rất nhiều người dân giáo xứ lân cận ủng hộ, trợ giúp thức ăn, nước uống. Trong khi truyền thông lề trái, nhiều Facebooker liên tục đưa tin cập nhật tình hình. Trên các phương tiện truyền thông chính thống vẫn chưa đưa tin về sự kiện này. VOA đã cố gắng liên lạc với chính quyền địa phương để xác nhận thông tin nhưng không được hồi đáp.